Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 11 tháng 7 năm 2022, nguồn cung DAP trong tháng 7 dự kiến vẫn ở mức thấp do thiếu nguyên liệu và lượng hàng DAP nhập khẩu thấp. Chào giá SA tại Việt Nam tiếp tục giảm, trong khi các thương nhân Trung Quốc chào giá SA về Việt Nam lại tăng. Giao dịch ure trên thị trường thế giới đã chậm lại trong tuần này khi các bên đang tìm kiếm thêm động lực trước khi quay trở lại thị trường. Hiện giá ure Cà Mau tại khu vực Tây Nam Bộ đã giảm từ 50.000 cho tới 80.000 đồng trên một bao so với trước đó. Hiện giá ure trong nước ở thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã thể hiện sự giảm nhiệt rõ rệt so với đỉnh điểm là 18,7 triệu đồng trên một tấn hồi tháng 1 và 16,7 triệu đồng một tấn hồi tháng 4 và tháng 5. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau có giá 750 đến 800.000 đồng, Phú Mỹ 740 đến 790.000, Bình Điền 760 đến 810.000, ure Hà Bắc và ure Ninh Bình là 740 đến 790, Trung Quốc là 750 đến 800.000 đồng, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục đều có giá là 750.000 cho tới 800.000 đồng. DAP Hồng Hà 1.250.000 cho đến 1.350.000 đồng. Đình Vũ là 1.100.000 cho tới 1.200.000. Đức Giang là 1.100.000 cho tới 1.190.000 đồng. Philippines là 1.250.000 cho tới 1.350.000 đồng. Hàn Quốc là 1.350.000 cho tới 1.430.000 đồng. DAP Nga đen 64%, 1.350.000 cho tới 1.450.000 đồng. Phân Cali Miễn Cà Mau và Phú Mỹ, của Cà Mau là 890 cho tới 950.000 nha bà con. Còn Phú Mỹ là từ 890 cho tới 940.000 đồng. Ba con cò là từ 920 cho tới 980.000 đồng. Canada là 930 cho tới 980.000 đồng. Belarus là 930 cho tới 1 triệu đồng. NBK 16 168 Bình Điền 790 cho tới 840. Cà Mau là 800 cho tới 860.000, Phú Mỹ là 790 cho tới 850.000 đồng. Ba con cò là từ 900.000 cho tới 950.000 đồng. Việt Nhật là 830 cho tới 890.000 đồng. Hàn Quốc 16168 cộng 9S là từ 800.000 cho tới 850.000 đồng. 16168 TE Việt Nhật là 920 cho tới 970.000 đồng. NBK 20-20 15 3 con cò 1.195.000 cho tới 1.240.000 đồng. Bình Điền 1.000.000 cho tới 1.050.000 đồng. Sông Danh là 1.050.000 cho tới 1.100.000 đồng. NBK 20-20 15 TE Bình Điền có giá là 1.050.000 cho tới 1.100.000. Phân Lân Super Lân Long Thành có giá từ 280.000 cho tới 320.000 đồng. Phân Lân Văn Điển từ 250.000 cho tới 290.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau có giá là 760 cho tới 810.000 đồng. Phú Mỹ là 750 cho tới 800.000 đồng. Bình Điền là 770 cho tới 820.000 đồng. Ure Hà Bắc là 740 cho tới 800.000. Ninh Bình là 750.000 cho tới 800.000 đồng. Trung Quốc là 760 cho tới 810.000 đồng. DAP Hồng Hà có giá là 1.250.000 cho tới 1.350.000 đồng. Đình Vũ là 1.100.000 cho tới 1.200.000. Đức Giang là 1.100.000 cho tới 1.190.000 đồng. NBK 20-20 15 TE Bình Điền từ 975.000 cho tới 1.050.000 đồng. 20-20 15 Bình Điền có giá từ 940.000 cho tới 1 triệu đồng. 20-20 15 3 con cò 1.050.000 cho tới 1.150.000 đồng. 20-12-7 TE Bình Điền từ 950.000 cho tới 980.000 đồng. 18-86 Việt Nhật 870 cho tới 900.000. 18-86 TE Việt Nhật 830 cho đến 880.000. 16-8-14-12S Việt Nhật 850 cho đến 900.000 đồng. 14-14-14 Philippines 1.010.000 cho tới 1.050.000 đồng. 15-5-10-14S Lào Cai có giá từ 560 cho tới 601. 16-88 Phú Mỹ là từ 801 cho tới 850.000 đồng.
16168 cộng 13STE Phú Mỹ là 850 cho đến 890.000 đồng. 20-5-5 Bình Điền là từ 700.000 cho tới 740. 17-19-9 cộng TE Phú Mỹ là 809 đến 940. 18-4-22 TE Bình Điền 970 cho tới 1.010.000 đồng. 17-7-18 TE Cà Mau 840 cho đến 880.000 đồng. 17-7-17 TE Cà Mau là 850 đến 880.000 đồng. 17-15-9 TE Phú Mỹ có giá từ 830 đến 870.000 đồng. Phần Lân Văn Điển có giá từ 240 đến 209. Lân Lâm Thao là 240 đến 207. Lân Đen 201 đến 260.000 đồng. NBK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ có giá từ 840 đến 890.000 đồng. Việt Nhật là từ 800 đến 860.000 đồng. Philip Korea có giá từ 850 đến 900.000. 16-16-8 cộng TE Philip Korea 860 đến 900.000 đồng. Phân Cali Cà Mau là từ 808 cho tới 940. Phú Mỹ là 808 đến 930.000 đồng. Cali bột Phú Mỹ là 920.000 cho đến 980.000 đồng. Phân SA Nhật là từ 450.000 cho tới 500.000 đồng. SA Trung Quốc là từ 550.000 cho tới 590.000 đồng. SA Đài Loan 520.000 cho đến 570.000 đồng. Khu vực miền Trung, phân Ure Cà Mau 760 đến 801. Phú Mỹ là 750 đến 800.000. Bình Điền là 770 cho tới 820.000 đồng. Ure Hà Bắc là 740 đến 800.000. Ninh Bình là 750 đến 800.000 đồng. Trung Quốc là 760 đến 810.000 đồng. NBK 20-20-15 song danh từ 1.035.000 cho tới 1.090.000 đồng. Đầu trâu là 1.070.000 cho tới 1.150.000 đồng. Bông lúa là 940 cho đến 980.000 đồng. Ba con cò là 1.110.000 cho tới 1.150.000 đồng. NBK 16-16-8 Cà Mau từ 870 cho đến 910.000. Phú Mỹ là 860 cho đến 900.000. Lào Cai là 840 cho đến 890.000 đồng. Đầu trâu là 870 cho đến 900.000 đồng. Lâm Thao là 850 cho đến 900.000. Việt Nhật cũng từ 850 cho đến 900.000. NBK khác 16-88 Phú Mỹ là từ 840 đến 809. 15-5-10-14S Lào Cai là 508 đến 620.000. 20-12-7 TE Bình Điền là từ 900.000 cho đến 950.000. 19-16 Sông Danh là 820 đến 850.000 đồng. 20-66 Ninh Bình là 709 đến 840. 13-13-13 Lâm Thao 850.000 cho đến 880.000. 16-8-16 Phú Mỹ là 809 đến 940. 16-8-8 Lâm Thao là từ 800 cho đến 850.000 đồng. Phân Cali Cà Mau có giá từ 950 cho đến 1 triệu đồng. Phú Mỹ là từ 950 cho đến 1 triệu đồng. Cali bột Hà Anh là 905.000 cho đến 950.000 đồng. Cali hạt rồng đỏ là 910 cho tới 950.000 đồng. Phân Lân Lâm Thao là 250 cho tới 290.000 đồng. Lào Cai là 204 đến 208. Văn Điển là 250 cho tới 290. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phân Ure Cà Mau là 770 tới 802, Phú Mỹ là 760 đến 801, Bình Điền là 760 đến 801, Hà Bắc là 750 cho tới 800, Ninh Bình là 750 cho tới 709, Trung Quốc là 760 đến 801. Ure Indo hạt đục, Ure Malaysia hạt đục và Ure Brunei hạt đục đều có giá từ 750 cho tới 800.000 đồng. DAP Đình Vũ là 950 cho tới 1 triệu đồng. Hàn Quốc là 1 triệu 4 cho tới 1 triệu 450.000 đồng. Hồng Hà là 1 triệu 3 cho tới 1 triệu 390.000. 13-13-13 TE Bình Điền, phân NBK nha bà con, là từ 890 cho tới 930.000 đồng. NBK 16-16-8 Việt Nhật là 850 cho tới 900.000. 16-16-8 cộng TE Việt Nhật là 880 cho tới 920.000 đồng. 16-16-8 ba con cò là 809 đến 902. 16-16-8 Phú Mỹ là 807 cho tới 902. 16-16-16 ba con cò là 809 đến 902. Lộc Điển là 850 đến 900.000. Lâm Thao
Phân Lân Lâm Thao 270 cho tới 301, Lân Lục Điền 209 cho tới 304, Lân Văn Điển 250 cho tới 208, Cali Cà Mau 809 đến 950, Phú Mỹ là 808 đến 904, Ba Con Cò là 900 cho tới 950, Cali Bột Canada là 806 cho tới 902, Cali Bột Hà Anh là 850 đến 900 ngàn, Cali Bột Phú Mỹ là 900 ngàn cho đến 950 ngàn đồng. Bà con lưu ý giá tham khảo trên mỗi bao 50kg và áp dụng mua bằng tiền mặt nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh. Xin kính chào.